Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha, cam hái về nhiều nha. Một trong những sản phẩm bán chạy nhất bên mình luôn em ơi, là một bộ cam hái của Dream hái chân vàng nha anh em nha. Thì cái này thực chất là anh em gắn vô cái gì cũng được hết á, Dream hay là quay đều được, chứ không có chỉ có mỗi Dream không nha anh em nha. Đó, thì cái này nó là cam của dòng Dream hái chân vàng nha anh em. Đó, thì anh em chúng ta có thể mua về để anh em chúng ta sử dụng cho các cái dòng như là Dream hái, Super Dream hoặc là quay Alpha, quay ZX đều được nha. Đây, cam của nó là màu mỡ gà này, anh em thấy không? Đó, và chân là chân bảy màu, bằng khè luôn, siêu đẹp nha. Thì nói chung là mình cũng đã có quay nhiều clip về cam rồi, thì hôm nay lên cho anh em để anh em chúng ta có nhu cầu thì mua sỉ hoặc mua lẻ tùy anh em thôi. Còn chất lượng cũng như là số lượng bên mình thì lúc nào cũng full số lượng cho anh em, thì anh em yên tâm mua là anh em lấy sỉ. Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua shop đặt có giới thiệu cho anh em bộ cam, thì mình bán rất là chạy anh em nha, từ tối hôm qua giờ bán chắc cũng được 50 bộ á. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em, tại vì tối hôm qua có nhiều anh em nói mình là đạt quay buổi tối á, nó hơi chói đèn á, không thấy rõ, thì quay ban ngày giúp cho anh em coi. Thì đây ha, bây giờ trời nó là ban ngày nha. Ok giờ rồi, sáng nha anh em nha, sáng giờ này tầm 9:30-10 giờ nha anh em, nắng ghê luôn này, trời nắng lắm anh em. Rồi thì mình để mình quay cho anh em để cho anh em chúng ta thưởng thức, em coi được cái độ đẹp của cái bộ cam này ha. Thì đây là cái bộ mà tối hôm qua mình đã khui rồi nè, mình còn để ra luôn, chưa có cắt luôn nè. Đây, đây là cái bộ cam này ha, trước và sau này đầy đủ cho anh em nha. Nhớ đâu, ban ngày á nhìn nó còn vàng hết nữa ha. Nhớ đâu, ban ngày nhìn nó còn vàng hơn ban đêm nữa. Hôm qua mình quay buổi tối nè, nó chưa vàng mới nè, anh em thấy ban ngày không? Nó vàng như màu mỡ gà luôn, rất đẹp nha anh em nha. Màu mỡ gà là sao? Là nó vàng nhưng mà nó ở cái độ ánh thôi, chứ nó không phải là vàng khè lên như cái màu dạng như màu vàng của cái quả chanh nha, nó chỉ hơi vàng nám nám thôi, nó rất đẹp. Còn cái này chanh thì nó vàng khè nè, còn cam là cam màu mỡ gà nha, nó đúng nè. Và cam này là cam nhỏ nha nè nha, cái này là cam nhỏ nha, cam này cam thanh nhỏ nha anh em, chứ không phải là thanh bự nha. Đây là cam sau nè, sau nó bự hơn chút xíu nè, rất đẹp anh em thấy không, cái màu nó vàng hè đẹp lắm. Đó, cái này là màu tự nhiên đó nha anh em nha, nó sao mình để y vậy đó, chung có đụng chạm vô đâu. Đây là chân này, chân cầm này rất đẹp nha, cầm khỏi bàn rồi, nhớ không, chân cầm rất đẹp. Đó, thì đây có mấy cây mình gắn sẵn cầm rồi này, hôm qua mình quay cho anh em coi nè. Từ tối hôm qua giờ anh em khách gọi mình chốt cầm liên tục luôn á, mình cũng nói chung thì cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng hơi sốc anh em, tại vì cái cam này mình bán rất là lâu rồi nhưng mà không hiểu sao đâu khách đâu mà nhiều, mua nhiều dữ rồi. Tại vì bình thường mình không có đăng thì ngày bán được tầm 5-10 bộ gì thôi, mà tối hôm qua giờ mình đăng lên mà bán, tối hôm qua giờ đã bán 5-60 bộ rồi, khủng khiếp luôn. Mà tại vì cái cam này anh em nó dễ xài á, với lại nhiều người bị hư quá anh em, thực ra giá 220 nó rẻ quá nên anh em mua về anh em thay vô là cái xe nó đẹp lên hẳn luôn. Thật sự cái xe rim anh em nó đẹp cái là do bộ cam đó, cam nó sáng vàng đẹp anh em ha. Đó, chứ nó không bị tối nha anh em. Như bánh mâm đó thì cam đa số bánh mâm thì nó màu đen thì nó sẽ tối, còn cái cam này thì dạng nó màu ánh sáng như vậy này anh em thấy không? Lắc qua lắc lại nó là bóng, nó đẹp nha. Thì anh em lên xe nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó. Thấy không? Nó vàng khè luôn, đẹp ghê ha. Đó, nhìn đã cho anh em nha. Đây là một bộ mới thì như thế này. Nhiều anh em hỏi là sao mà rẻ chứ? Thì mình đã nói từ đầu của clip hôm qua rồi, rẻ là do mình nhập được rẻ thì nó sẽ rẻ, chứ còn cái này nó cũng chả rẻ đâu. Đó, thì cái này là một bộ 220, nó gồm hai bịch này nha, hai túi luôn nha, chứ không phải một túi nha, hai túi cho anh em luôn để anh em xài nó ok. Chứ còn một túi 220 nó cũng chả rẻ đó anh em, một túi 220 thì một bộ nó tới 454 rồi, nhưng mà đạt đây bán một bộ nó chỉ có 220 thôi ha. Đó, nó gọi là rẻ, chứ còn nếu như mà nó khoảng 500 thì nó cũng chả phải là rẻ nữa đâu anh em, 500 thì cũng là mắc rồi. Đó, đặc biệt là bộ này cam trước nó nhỏ hơn cam sau này, đũa trước nó nhỏ đũa sau nhiều này. Đây mình sẽ lấy mình quay cho anh em coi, ba cây đi. Đây anh em thấy không, nhìn là anh em thấy được rõ ngay là ba cây này nó to đúng hơn này, ba cây đây nó to, ba cây đây nhiều nha. Đây, lấy một cây thôi này, đây ha, rồi đây là một cây này, anh em thấy không, nó nhỏ nhiều lắm đó, nhỏ xíu xíu nữa đó, thấy chưa, nhỏ hơn bằng nửa, nó nhiều lắm không. Đó, để cho anh em chúng ta biết là đúng cam hái là chân nó phải nhỏ như thế nha. Rồi thì nói bộ cam này cho anh em đó, giá thì
220.000 một bộ nha anh em nha. Cho anh em là chúng ta thích thì anh em nhất anh em mua. Nhưng mà cái này thì bên mình đang có số lượng sỉ cho anh em, để anh em mua về anh em xài nha. Còn anh em nào chúng ta muốn mua món nào khác thì có liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Rồi, xin kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm qua shop Đạt có giới thiệu cho anh em bộ cầm thì mình đã bán rất là chạy anh em nha. Từ tối hôm qua giờ bán chắc cũng được 50 bộ á. Thì bây giờ mình quay lại cho anh em, tại vì tối hôm qua có nhiều anh em nói mình là Đạt quay buổi tối nó hơi chói đèn á, không thấy rõ. Thì quay ban ngày giúp cho anh em coi. Thì đây ha. Bây giờ trời nó là ban ngày nha. Ok giờ. Rồi. Sáng nha anh em nha. Sáng giờ này tầm 9 rưỡi 10 giờ nha anh em. Nắng ghê luôn. Này trời nắng lắm anh em. Rồi thì mình để mình quay cho anh em để cho anh em chúng ta thưởng thức. Anh em coi được cái độ đẹp của cái bộ cam này ha. Thì đây là cái bộ mà tối hôm qua mình đã khui rồi nè. Mình còn để đây luôn, chưa có cắt luôn nè. Đây. Đây là cái bộ cam này ha, trước và sau này đầy đủ cho anh em nha. Nhớ đâu, ban ngày á nhìn nó còn vàng á nữa ha. Nhớ đâu, ban ngày nhìn nó còn vàng hơn ban đêm nữa. Hôm qua mình quay buổi tối nè, nó chưa vàng mới nè, mình thấy ban ngày không? Nó vàng như màu mỡ gà luôn, rất đẹp nha anh em nha. Màu mỡ gà là sao? Là nó vàng nhưng mà nó ở cái độ ánh thôi, chứ nó không phải là vàng khè lên như cái màu dạng như màu vàng của cái quả chanh nha, mà nó chỉ hơi vàng nám nám thôi, nó rất đẹp. Còn cái này là chanh thì nó vàng khè nè, ha. Còn cam là cam màu mỡ gà nha, nó đúng nè. Và cam này là cam nhỏ nha anh em nha. Cái này là cam nhỏ nha. Cam này cam thanh nhỏ nha anh em, chứ không phải là thanh bự nha. Đây là cam sau nè, sau thì nó bự hơn chút xíu nè. Rất đẹp anh em thấy không? Cái màu nó vàng khè đẹp lắm. Đó. Cái này là màu tự nhiên đó nha anh em nha. Nó sao mà để y vậy đó, chung có đụng chạm vô đâu. Đây là chân này. Chân cam này. Rất đẹp nha. Cam khỏi bàn rồi. Nhìn thấy không? Chân cam rất đẹp. Thì đây có mấy cây mình gắn sẵn cam rồi này, hôm qua mình quay cho anh em coi nè. Từ tối hôm qua giờ anh em khách gọi mình chốt cam liên tục luôn á. Mình cũng nói chung thì cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng hơi sốc anh em, tại vì cái cam này mình bán rất là lâu rồi nhưng mà không hiểu sao đâu khách đâu mà nhiều mua nhiều dữ. Tại vì bình thường mình không có đăng á, thì ngày bán được tầm 5-10 bộ gì thôi. Mà tối hôm qua giờ mình đăng lên mà bán, tối hôm qua giờ đã bán 5-60 bộ rồi. Khủng khiếp luôn. Mà tại vì cái cam này anh em nó dễ xài á, với lại nhiều người bị hư quá anh em. Thực ra giá 220 nó rẻ quá. Nên anh em mua về anh em thay vô là xe nó đẹp lên hẳn luôn. Thật sự cái xe rim anh em nó đẹp, cái là do bộ cam đó. Bộ cam nó sáng vàng đẹp anh em ha. Đó, chứ nó không bị tối nha anh em. Như bánh mâm đó thì cam đa số bánh mâm giờ nó màu đen thì nó sẽ tối, còn cái cam này thì dạng nó màu ánh sáng như này anh em ha. Mình lắc qua lắc lại nó là bóng, rất là đẹp nha. Thì anh em lên xe nó sẽ rất là dễ nhìn. Đó. Nhìn thấy không? Nó vàng khè luôn, đẹp ghê ha. Đó, nhìn đã cho anh em nha. Đây này, một bộ mới thì như thế này. Thì nhiều anh em hỏi là sao mà rẻ chưa, thì mình đã nói từ đầu của clip hôm qua rồi, rẻ là do mình nhập được rẻ thì nó sẽ rẻ, chứ còn cái này nó cũng chả rẻ đâu. Đó, thì cái này là một bộ 220, nó gồm hai bịch này nha, hai túi luôn nha, chứ không phải một túi nha, hai túi cho anh em luôn để anh em xài nó ok. Chứ còn một túi 220 nó cũng chả rẻ đâu anh em. Một túi 220 thì một bộ nó tới 454 rồi, nhưng mà Đạt đây bán một bộ nó chỉ có 220 thôi ha. Nó gọi là rẻ, chứ còn mà nếu như mà nó khoảng 500 thì nó cũng chả phải là rẻ nữa thôi em. 500 thì nó cũng là mắc rồi. Đó, đặc biệt là bộ này cam trước nó nhỏ hơn cam sau này, đũa trước nó nhỏ đũa sau nhiều này. Đây mình sẽ lấy mình quay cho anh em coi. Đây, ba cây đi. Đây anh em thấy không, nhìn là anh em thấy được rõ ngay là ba cây này nó to đúng hơn này. Ba cây đây nó to, ba cây đây nhiều nha. Đây, lấy một cây thôi này. Đây ha. Rồi đây là một cây này. Đó, này thấy không? Nó nhỏ nhiều lắm đó. Nhỏ xíu xíu luôn đó. Đó, thấy chưa? Nó nhỏ hơn bằng nửa. Nhỏ nhiều lắm. Thấy không? Đó, để cho anh em chúng ta biết là đúng cam hái là trên nó phải nhỏ như thế nha. Rồi, thì nói bộ cam này cho anh em. Đó, giá thì 220.000 một bộ nha anh em nha. Cho anh em là chúng ta thích thì anh em nhất anh em mua. Nhưng mà cái này thì bên mình đang có số lượng sỉ cho anh em, để anh em mua về anh em xài nha. Còn em nào chúng ta muốn mua món nào khác thì có liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn. Rồi, chào quý anh em nha. Thì cam nó về hàng về nhiều lắm, nên là tranh thủ vô quay cho anh em. Trong nhà thì anh em đang đóng hàng cho nên là mình không có quay trong nhà được. Ra ngoài hơi ồn nên không cản chút xíu nha. Đó, ngoài nó có chỗ nắng chỗ tối nè. Không, đang nắng lắm. Thì mình cũng rút rút vô chỗ này nó mát mát quay thôi. Thì trong cam này là cam thái nha anh em nha.
Bữa giờ anh em hỏi mình về cam này thì bận quá không có quay được, thì nay quay, với lại nay về nhiều lắm, nay về mấy trăm bộ lận, nhiều sức quay bán cho anh em luôn. Thì cam này là cam Thái, hàng nội địa Thái nha anh em nha. Cam này là hàng zin nhưng mà hàng nội địa Thái, nghĩa là sản xuất trong Thái Lan thôi. Anh em nhìn cái tem nó nè, tem là tem cam nha, nhìn biết ngay. Rồi chân nó chân vàng và cam nó cũng cam vàng luôn, anh em nhìn thấy cái màu nó vàng khè thấy không? Đó. Màu nó vàng như mỡ gà và rất đẹp. Cái này anh em càng chơi càng lên xe thì xài càng lâu nó càng xuống màu vàng càng đẹp nha anh em nha. Xuống màu nhìn cái xe nó đầm đẹp lắm. Rồi, đây. Khui cho anh em coi luôn. Đây. Wow. Đấy, anh em thấy chưa? Màu này. Màu đẹp cỡ này thôi chứ nói gì nữa đúng không anh em? Cam này thì cam sau nó sẽ cam to, cam trước nó nhỏ xíu à. À cam trước nó nhỏ lắm. Đây nha, cam nó vàng lắm, nó vàng ưa mà, nhìn đã lắm. Nhưng mà cam thì nó không vàng bằng chân nha. Cái chân nó vàng ác hơn. Này, bịch chân này. Bịch chân nha. Chân nó vàng ác hơn nhiều. Đây. Chân nó vàng đã lắm. Đẹp thấy không? Đó. Đó chân nó nè. Đây. Chưa? Dữ dội không? Ghê không? Đó. Chân nó rất là vàng luôn, rất đẹp luôn. Thì cái này anh em lên xe là nhìn nó rất là liền xe, nó không bị trắng bật như là những cái cam Việt đâu nha anh em nha. Cam này nó cam Thái nhìn nó chân nó vàng như lắm, đẹp lắm. Đây, còn điểm đặc biệt của cái bộ này không những ở cái màu cam mà nó còn ở cái bộ cam trước. Thì cam sau thì nó kích thước nó bằng với lại những cam bây giờ, cam Việt. Thì cái chân này anh em nó rất là nhỏ ha, cái chân của cái con cam trước này nó nhỏ xíu à. Cho nên là khi mà anh em chúng ta lên xe á thì nó mới đúng của Thái nha. Còn cam Việt đó anh em thì cái chân bánh trước này nó siêu to khổng lồ luôn. Cái cam Việt đó bánh trước nó cam nó to bằng cam bánh sau luôn. Cho nên là anh em vô xe Thái không có được. Nhìn nó kỳ lắm. Nhưng mà cái này là đúng cam Thái này anh em. Cái cam bánh trước nó nhỏ xíu xíu à, nó nhỏ như cái tâm vậy đó. Anh em vô nó mới đúng. Nhưng mà anh em đừng nhìn nó nhỏ mà anh em nghĩ nó yếu nha, không có yếu đâu. Anh em xài cam Thái anh em biết rồi, cam Thái nó rất là cứng, nó cứng hơn cam Việt nhiều luôn á. Đó. Đó, cho nên là anh em cứ yên tâm ha. À, này, mình sẽ so sánh cho anh em coi cái cam trước và cam sau này để anh em nhìn anh em thấy phân biệt rõ này. Được không? Chưa, cam trước và cam sau nó to nhỏ khác nhau hẳn luôn này. Đấy. Cam trước nó to, nó nhỏ hơn cam sau rất là nhiều. Đó. Về chất lượng thì cái này chất lượng khỏi bàn cho anh em nha. Chất lượng rất là ok, cam này nó không có xét đâu anh em. Cam này nó không có xét đâu, cam zin này nó không có xét, nó chỉ có xuống màu thôi, nó không có xét nha. Đấy. Cam trước cam chân nó cũng nhỏ xíu này và nó cũng vàng khè luôn nha, rất là đẹp. Đó. Thì với cái mức giá nó chỉ có 220.000 một bộ cả trước sau luôn thì bao rẻ rồi đấy. Thật sự anh em luôn, giá này rất là tốt rồi. Thì anh em nào mà chúng ta có nhu cầu thì anh em liên hệ với mình. Trung cam này vàng ươm luôn, anh em lên xe hoặc là anh em mua về bán thì rất là ok. Loại này thì chủ yếu bán cho anh em mua về lên xe rim Thái và lại quay Thái nhiều. Còn anh em chơi Việt thì anh em lên nó cũng đẹp, nhưng mà thật sự xe Việt anh em lên cam vàng thì nó cũng gọi là vip quá đi. Tại vì xe Việt thì đa số cam nó hơi trắng, nhưng mà những cái đời như là Super đời đầu thì nó cũng sẽ sử dụng cam chân vàng này luôn nha. Nhưng mà anh em chơi xe Thái á, thì nó lên nó đúng hơn. Đấy, nó thẳng với anh em như vậy. Thì với cái mức giá là 220.000 một bộ thì nó thẳng với anh em luôn, bao giá thị trường cũng như là bao đẹp, bao rẻ cho anh em. Đầy đủ luôn nha, cam trước và sau luôn, đầy đủ chân và cam luôn. Cam là cam màu mỡ gà luôn, chân là chân bảy màu. Thì thực sự với cái mức giá này thì anh em chúng ta mua về để anh em xài nó quá là ok. Đây, anh em thấy không? Đó, nó rất là ok luôn. Cái màu cam nó như thế này thì anh em không phải suy nghĩ làm cái gì nữa rồi, nó quá đẹp đi, lên xe của anh em rất là phù hợp luôn. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Số lượng thì bên mình có nhiều cho anh em mua sỉ hay mua lẻ đều có nha. Một bộ cũng ship nha anh em nha. Thì bộ này là 220, tiền ship đâu đó khoảng hai mấy ba chục ngàn nữa. Anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Cái này mình ship toàn quốc cho anh em luôn. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với Đạt, số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.